CDT News. Cách chữa quai bị bằng mẹo dân gian. Bệnh quai bị là bệnh truyền nhiễm và có tính lây lan cực nhanh. Nếu như ngay khi phát bệnh, không có cách điều trị đúng hướng, thì rất dễ dẫn đến những biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh áp dụng phương pháp điều trị, y học thì bệnh nhân quai bị có thể chữa quai bị bằng mẹo dân gian. Thuốc dân gian để bôi hoặc đắp ngoài da. Bên cạnh sử dụng thuốc, bệnh nhân quai bị nên áp dụng một số phương pháp dân gian để điều trị. Hạt gấc. 3-4 hạt gấc và 5g cỏ chiếu đốt thành nhang. Sau khi thu được than thì trộn đều với nhau, hòa với một ít dầu vừng và bôi vào chỗ sưng. Nhân hạt gấc. 4-5 nhân hạt gấc, giã nát và đốt thành than, cộng 5ml giấm thanh, cộng 6-10g tinh cối đá, trộn đều tất cả lại với nhau và bôi vào chỗ sưng. Hoặc 2-3 nhân hạt gấc, 10ml giấm thanh hoặc rượu. Lấy nhân hạt gấc mài vào giấm hoặc rượu rồi bôi lên chỗ sưng. Hạt cam thảo và lòng trắng trứng gà. Lấy một lượng hạt cam thảo dây với số lượng vừa đủ, nghiền nát thành bột rồi trộn với lòng trắng trứng gà. Dùng hỗn hợp đó bôi lên vị trí sưng, mỗi ngày bôi một lần, kết quả này được nhiều người công nhận. Xích tiểu đậu, đại hoàng, đại thanh. Xích tiểu đậu 30g. Cộng với đại hoàng 15g, cộng với đại thanh 30g. Tất cả đều nghiền nát thành bột, trộn với lòng trắng trứng gà, bôi lên chỗ sưng mỗi ngày một lần. Bột mì, bột tiêu. Bột tiêu 1g, bột mì 8g, trộn hai loại bột này lại với một ít nước ấm, tạo thành hỗn hợp hồ, mỗi ngày bôi một lần. Lá na, lá gấc, lá cà độc. Lấy 3 loại lá này, một thứ một ít, rửa sạch, giã nhỏ rồi đắp vào nơi sưng. Dung đất, cho 2-3 con dung đất cho vào ly, cho một ít đường lắc đều để dung tiết ra dịch, dùng tăm bông chấm vào, rồi bôi lên chỗ sưng. Món ăn có tác dụng trị bệnh quai bị: đậu xanh và củ cải, 30g đậu xanh nguyên vỏ, 3 cây cải trắng, đậu xanh nguyên vỏ hầm nhừ rồi cho 3 cây cải vào, mỗi ngày ăn 2 lần, ăn liên tục trong 3-5 ngày. Đậu xanh, đậu tương. 200g đậu xanh, 50g đậu tương, 30g đường trắng. Hầm nhừ hai loại đậu này rồi cho vào đường trắng vào và đánh đều, chia ra ăn 2-3 lần mỗi ngày. Hoa kinh giới, bạc hà. 10g hoa kinh giới, 10g bạc hà. Nấu lấy nước rồi nấu với 50 gạo tẻ thành cháo rồi ăn hàng ngày. Để nhanh bớt, chúng ta có thể kết hợp với những bài thuốc dùng ngoài da và những món ăn có tác dụng chữa bệnh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.